nó rậm lâu lắm ấy. Chị thoát này, ôi dồi ôi. Gì thế mà trở ra? Thế ra chắc là quần nó cọ vào. Ờ ông ấy. Ôi giời. À vâng, chắc là quần nó cọ vào tổ. Yêu thì đi ấy. Còn dưới mãi dưới chứ biết thế bố của nó rồi thì xong tiếp đề đề rồi. Yêu thiếu ông thế này. Lâu lắm thì thím trả rồi. Thím xin đấy ấy. Mấy giày giả giả thảnh giả giả thả. Thím cứ nhổ đi, ăn nhổ. Rồng đi. Hồi xưa bà thân thì chắc bà xin về rồng nhà thím bây giờ hết rồi. Nhà thím vừa rồi này cái búi ấy hết sạch cả. Cháu rồng mà cái sạch đi này, anh Thanh anh cứ nói là cháu cứ nhổ ở ngoài này ăn trước. Để anh Thanh bảo là đi nó dậm ấy vướng. Ở đây thế nhà thím đây ấy cái hồi mẹ ấy lên này chắc bảo là ừ thì đổ về mà ấy. Đây là cháu mua củ ở quán về cháu cấy. Hồi xưa bảo là chị ơi, thế đây hồi xưa thế mẹ rồng ở đâu? Mẹ cháu chắc là rồng ở dưới kia. Mẹ cháu rồng dưới kia chắc không sống hay sao ấy. Ở nhà. Này. Này, đây là tay nữa này, cua vào tay. Vâng. Chết rồi. Làm thế thì còn cái gì nữa thím. Ở trước cửa.